Rồi đến tới tuyển thủ cuối cùng này thì có lẽ là tuyển thủ mà bao nhiêu người chờ đợi đã đến đây rồi. Những người mà còn 500 đồng thì tôi nghĩ là sẵn sàng chưa ạ? À? Tôi xin mời tuyển thủ Zeroth ạ. Tôi chỉ mỗi quá. Tôi mỗi luôn hả? Vâng ạ. Nãy về 55 Odin. 500. Odin 255 anh ơi. Rồi thì mời mọi người xem phần highlight của Zeroth ha. Cũng không có sẽ lạ gì, sạch YouTube là có thôi. À cái clip này tôi coi hơi nhiều rồi đó anh Tiến ơi. À thì cái này là phần highlight mà do bên bạn gặp cho tụi tôi á anh. Thì mình cứ xem xong đi rồi mình tới phần đánh giá ha. Ra pha này một pha combo rất là hồi nào nữa. Nhà có mặt của MV ở đây. Đây là lực con Atomic. Highlight này hơi lâu nha. Tôi nghĩ là chỉ cần coi một hai đoạn đầu thôi là đã có thể đánh giá được rồi. Thì hiện tại anh có thể đặt câu hỏi cho Zeroth ạ. Zeroth em đang có nghe mọi người nói không em? À hai mặt sếp. Hello mọi người ha. Mình là Lô Ba. Đấy là anh trước anh đánh cho đội Buffalo đúng không ạ? Thì thực sự thì khi mà tôi lên cam giấy này thì tôi chỉ muốn thấy mọi người cho những nhà mời huấn luyện viên ở đây biết được cái bộ áo của tôi đang mặc thôi. Thì đây không phải là cái màu đỏ kiểu bình thường đâu, đây là máu của tôi trên chiến trường mà quốc tế. Wow. Tôi đang bị Buffalo kích không phải không ạ? đúng không ạ? Tại vì đúng ạ. Ha, mình đang tập trung một tết đi mọi người ha. Thì theo như là các nhà huấn luyện viên cũng đã thấy đó, thì highlight của tôi thì tôi chả có gì đặc sắc cả, chỉ là một cái vài trận gọi là đấu xương xương trên những cái môi trường gọi là vi quốc tế rồi ha, chứ không có đánh rằng. Rồi thì em không biết là trước khi bây giờ em đến giờ đó là em có muốn là về cụ thể về với đội của huấn luyện viên cụ thể nào không trong 10 thì thật sự thì đối với em theo cái suy nghĩ của em thì 10 người huấn luyện viên ở đây thì thật sự em cảm thấy là mỗi người thì sẽ có một cái lợi thế riêng, như là anh Ba sẽ có lợi thế về kinh nghiệm cũng như là nói chung là kinh nghiệm thi đấu, còn về celebrity thì sẽ có một cái gọi là tư duy, một cái tư duy cao. Thì nói chung là mọi người sẽ có một lợi thế riêng, như Chubby thì có kinh nghiệm về gọi là tài chính, nói chung là mọi người sẽ có một cái lợi thế riêng. Nhưng mà em thì được một cái là anh Lộc ơi, em ngắt nghe lời cái là sao anh nghiên cứu nữ mà anh nghiên cứu tài chính nhiều, với anh định làm chàng chưa mình anh cho vấn đề đấy thì em nếu như mà em sẽ kiểu dạng như mà em theo cái kỹ năng, nếu mà em thuộc dạng thì nó thiên hướng về kỹ năng, thì nếu mà em thì em thấy là ngày lên thì là sẽ có một cái là cái lợi thế là về kỹ năng, nhưng mà em được cái là em sẽ đa dạng hơn, em có đủ thứ yếu tố, cho nên là em nghĩ là em vào đội nào thì em nghĩ là cái đội đó sẽ giành chức vô địch, cho nên là em nghĩ là nếu mà em được may mắn vào đội nào thực sự là muốn là có em thì em sẽ nên gọi là trân trọng, và em sẽ là giúp cho cái team đó vô địch. Rồi vậy thì cho tôi hỏi anh trước là ví dụ như là team cần thời gian chen sáng trưa chiều tối thì anh có đảm bảo được thời gian chen của team không ạ? Sáng trưa chiều tối hả? Em xin nói cái thời gian chen của em thì sáng trưa chiều tối thì em đang tính gọi là thêm một buổi khuya nữa, bởi vì sáng trưa chiều tối em nghĩ là nó chưa có đủ, bởi vì một ngày 24 giờ đối với em chưa có đủ, cho nên là nếu mà được thì em gọi là sẽ gọi là rất là bỏ rất nhiều thời gian vô cái việc tập luyện này luôn á. Có vẻ như anh ta khá là nghiêm túc trong cái vấn đề mà tập luyện ha, mặc dù là kỹ năng của anh ta khá là cao nhưng mà anh ta vẫn không ngừng trau dồi thêm kỹ năng để có thể nâng cao bản thân của mình bắt kịp với là giới trẻ thời nay. Thì không biết có vị huấn luyện viên nào ra giá mức giá đầu tiên cho anh ta không ạ? 10 đồng ạ. 10 đồng hai hỏi đến từ vị trí của anh luôn. Lúc xem highlight thì có người ra giá rồi đấy. Bi đây mà. Bi trả cái mức giá tối đa hiện tại của Bi còn là 200 55 đồng thì phải. 255. 255. Odin đó.
255 đồng mức giá all in đầu tiên của Nhung có lệnh rồi đó. Thì Nhung đã Nhung đã nhập lệnh rồi nè. Cô chúc mừng rồi đó. Nhưng mà giá tài chính. Một sự kiện bán cho chúng đây nha. Bỏ ha. Cô ta có bao nhiêu tiền là cô ta đã all in hết cho chàng dế chúa này rồi. Một sự kiện bán cho Shopee. Vậy chắc là tôi xin loại bi ra khỏi cuộc chơi này. Ủa sao lại loại vậy anh Trung? Em bây giờ em đủ đội hình rồi thì em all in chứ anh. 260 đồng. 270 đồng ạ. 270 đồng vẫn còn đó clear. Một sự kiện bắt cho anh Lê. Anh ba hơi đuối rồi, ba thấy đuối. Anh đang chờ, mình đang chờ, mình đang chờ những huấn luyện viên khác. Ai có mức giá cao hơn 270 đồng của Clio không ạ? 270 đồng của Clio à? 270 đồng lần 1 ạ? Yuhuu! 270 đồng lần 2 ạ? 275. À, sự hồi đó giờ. 275 đồng đến từ vị trí của anh Trung rồi. 275 đồng đến từ vị trí của anh Trung à. Những pha nhấp nhả rất là nhẹ nhàng đến từ anh Trung ha. Đấy là hợp với em á Ly ơi, đem về Ly ơi. Em cũng nghĩ vậy, em vẫn đang cần gọi là những nhân tố mà có DNA trong người mà... Bây giờ bên ban tổ chức phải hỏi những người mà gọi là còn đang đủ khả năng chơi chơi mức giá 275 đồng, có họ có join hay không? Thực ra thì tại vì cái mức giá mình không thể tiết lộ á, thì nếu mà không ai chốt thì tôi cứ đếm thôi anh Trung ha. Ừ. Thì 275 đồng lần 1. Nhanh được anh Trung ơi. Anh cứ đưa ra giá. Tại vì tôi theo thông tin tôi được nhận được thì Ly Kiếp với lại Black Land vẫn còn đang khá là nhiều tiền á. Thì nếu mà một người anh Trung ơi, anh thì... không có người ta out hay không. Thật ra bây giờ người ta có thể nói người ta out nhưng mà lát hồi người ta đổi ý người ta quay lại vẫn được anh Trung. Đây là phiên đấu giá tự do nha anh Trung. À, đấu giá tự do. Lời này để Lộc nè, Lộc ơi. Dạ em nghe. Thì anh nghĩ á, nếu thật sự người ta muốn mình á, ta không quan trọng giá tiền ha Lộc ha. Còn người ta đã hỏi rồi vậy á thì ta có được tiếp tiền Lộc ha. Thì tao anh nghĩ Lộc chọn người kỹ hơn. Thì nếu mà 2-3 năm trước thì chắc có lẽ là giờ em sẽ hơi là khó một tí, nhưng mà bây giờ thì trăm nghĩ là Lộc trăm ngàn của anh đúng nha, với người mà kiểu là xài tiền cho mình mà xài bị tiếc á, suy nghĩ kỹ lại học ha. Giờ năm mỏi cũng qua. Nói chung thì em vẫn đang kiểu dạng như là đang thấy được là cái sự khao khát của thực sự là những cái người mà muốn em. Nói chung thì ai em cũng gọi là thực sự là em cảm thấy em đang gọi là coi được cái những cái sự gọi là muốn em hơn. Thì em đang coi em đang coi. Nên nhớ là mọi người là các thành viên được quyền trả giá ngang với lại người kia. Rồi sau đó là nếu như mà vẫn đã chốt giá trả ngang á thì lúc đó cái người tuyển thủ đó sẽ chọn về với team nào nha. 275. Không biết có ai ra giá cao hơn 275 đồng của anh Trung không ạ? 275 đồng lần 1 ạ. 275 đồng lần 1 ạ. 275 đồng lần 2 ạ. 208 thì vị trí Black Land rồi. Cái này là cái gì mà thằng Tam này đã muốn rồi là không bao giờ xảy được. Anh muốn em I want you. Ok. Thì em mất nhiều nhất tụi em có thể thôi. 285. Vậy giảm. Trời ơi, anh tưởng gì? Anh tưởng gì anh? I want you anh lên có 5 đồng. Lên có 5 đồng. I want you. Em có cảm thấy được rồi đó. Bé lên 300. Em thấy được rồi đó. Bắt đầu nè. Em giờ em cảm thấy được rồi đó. Giờ đó là bé lên đã lên một lần, người ta lên 3 lên 20 đồng, lên 300 đồng rồi. Em thấy được. Em thấy được cái tông giọng của bé lên rồi đó. Bé lên không ai want you nhưng mà bé lên 15 đồng. Bé lên người ta không ai want you, không có nói cái gì tam này thiết gì hết á, người ta chỉ nói thôi. Em thấy được cái tông giọng của bé lên. 300 đến từ vị trí bé lên rồi. Con số ngang ngửa với 3 cây lúc nãy. Con số cao nhất thị trường. Cái tông giọng của Ly đang giật, đang chậm. Anh đang suy nghĩ quá. Đặng đò nữa. Thì anh đang không biết có nên nó on in không để cho cái cuộc chơi nó kiểu nó... Cho nó kiểu nó mới nhanh. Thì để cho cái buổi đấu giá nó nóng hơn thì 300 lần thứ nhất ạ. 300 lần thứ hai ạ. 300 lần thứ hai ạ. 305. Rồi 305 rồi.
ta dẫn lên có 5 đồng thôi à. Không sao, đó là cái chiến lược giá của anh Trung thôi. Chiến lược chiến lược đấu giá của anh Trung là nhấp từng nhịp nhẹ thôi. Thì Bé Len nãy nghe Bé Len nói không biết là có ra giá cao hơn không ạ? 350. 350 luôn rồi, nhấp mạnh rồi. Bé Len nhấp mạnh. Bé Len nhấp mạnh luôn rồi, chứ không có nhấp nhẹ như anh Trung. Trung muốn rồi, Trung bỏ nhiều tiền Trung lấy vậy thôi. Một tay của em cần gọi là thiếu bên đây nữa. Em cần gọi là một tay có thể là cùng với nhau đưa lên 350 hả? Như tôi biết hiện tại 350 đang là mức giá kỷ lục và đã xô đổ kỷ lục mức giá của Baki trước đó là 300. Thì má bây giờ ngày ăn chơi ngày 350 là mức giá kỷ lục từ đầu phiên đấu giá tới bây giờ à. Thì không biết với cái pha nhấp mạnh này của Bét Len thì anh Trung còn sức để nhấp không à? Có vẻ như anh Trung đã xìu rồi à. Tôi hỏi anh Clear có nhấp không chứ? À, vậy thì để tôn trọng chứ, tôi nhường hai anh trước. Rồi để mà hai anh có thể nhấp thì tôi xin đếm mặt 350 lần thứ nhất à. 350 lần thứ hai à. 355. 355 vẫn nhấp nhẹ. 306. 306 à. Bao nhiêu anh Lê bao nhiêu? 370 là cái số 370 Lê anh in rồi. Lê em ôm anh cái được. Phải là anh em làm ơn. Em không biết là cái cuộc đấu giá này như nào nhưng mà em có thấy được cái sự mà thực sự là anh tôn trọng em á. Tại vì anh trong đội hình của anh đang thiếu gọi là cái DNA để mà vô địch em biết không? Dạ dạ dạ. 307 Clear đã chấp góp tiền của mình là 307 cho vị trí của Zero rồi. 370 lần một à. 370 lần ha, hình như anh Trung đang nhớ là nên nhớ là nếu bằng cùng giá tiền mọi người có thể để cho tuyển thủ chọn nếu mọi người on in mà bằng cùng giá tiền nha. À on in cộng 10 giá tiền đúng không? khi mà cả hai cùng on in hết mà bằng giá đấu giá với nhau thì tuyển thủ có thể chọn về với team nào nha. 370 lần 2 ạ. 370 lần 2 cho Clear, không biết có ai hơn không ạ? À? Và 370 375. 375 đến từ anh. Có vẻ như là dế không hào hứng với lại cái 375 của anh nữa à. Em nói sơ sơ một chút. Bởi vì thật sự nếu như mà em là những cái nhà đầu tư thì thật sự là một phát em làm một cái luôn. Bởi vì em nghĩ là nếu mà có em thì phần trăm cao thì 100% em nghĩ là sẽ cái gì. Quan trọng là cái tông giọng của anh ba với cái nhìn nhìn của anh ba. 5 năm em cảm thấy là nó kiểu như là nó hương hại em. Thiếu sự tôn trọng đúng không? Nó hương hại em, nó kiểu như là mua kiểu hương hại. Mua kiểu dạng như là nhích nhích là em thật sự là nói chung thì em cảm thấy cũng quá là buồn, không có tôn trọng đúng không? Không, em cảm thấy là em không, em thì em hiểu anh ba là kiểu cũng là cũng dùng chiến thuật để cho những cái đúng. Em cũng một phần là kiểu như muốn như vậy đúng. Em một phần này hiểu anh ba như vậy, một phần là anh ba là kiểu như cho tài nguyên bên kia mất đi đúng. Nhưng mà anh ba nghĩ mà mua được em thì em nghĩ là nó tài nguyên bên kia có bao nhiêu cũng vậy mà thì em nghĩ Nếu mà tôi dùng 370 vàng cuối cùng của tôi cùng với một chầu Honey Lab, tôi mời hết tất cả huấn luyện viên và quản lý thì sao ạ? À, cái phần nhỏ thì là cái phần anh hiện tại là anh Trung là mức giá 375 à. Thì cái đó phải hỏi anh Batland, tại vì anh Batland muốn chơi mà. Phải hỏi anh Batland chứ. À, tôi xin nào. Tôi xin nhường cho anh Clear với anh Trung. Tôi đạt được điều tôi muốn rồi. Bây giờ anh Trung sao? Anh Trung à, à anh Clear đã rất là muốn chiêu mộ Zeroth về với team của mình. Nhưng mà mặc dù anh ta hết tiền nhưng mà anh ta chấp nhận hy sinh một chầu hay gì đâu cho tất cả ban tổ chức và tất cả những người là huấn luyện viên ở đây luôn. Ở đây còn một người cũng còn số tiền có thể cạnh tranh được đó là cậu ba. Không biết cậu ba nãy giờ khá là kính tiếng thì không biết cậu ba có muốn cạnh tranh không ạ? Qua để mai đây. Nhưng mà anh ba phải hiểu là em nói sơ sơ một chút được không anh ba? Mà người anh ba với lại Clear hai người đang gọi là muốn hai người đang gọi là trong cuộc chơi. Em nói một phát to nhỏ thôi. Em không cần nói. Em nói một phát to nhỏ thôi. Rồi cho anh nói. Đó chính là thật sự là đối với giải đấu này thì thật sự là DNK cũng như là em là hai người mà cảm thấy là cộng cán nhất. Nhưng mà em cho mọi người là nói cái phát to nhỏ là kể từ khi mà em đi đấu chuyên nghiệp tới giờ thì là cũng là 4 năm. Thì 4 năm trong cái suốt xiết một mùa giải đó thì tổng cộng mà em gặp DNK đó là 10 trận. Và 10 trận thì em nghĩ là DNK
chả thắng em được chừng nào cả, cho nên là cái việc mà khi mà mua được em thì cho dù là bên kia có DNK 10 DNK thì em nghĩ là nó cũng sẽ là bị kỵ cũng như là counter. Thì nếu mà anh ba, anh nghĩ là cái số tiền anh ba mua, nói chung là em nói sơ sơ phát to nhỏ thôi. Vậy thì bây giờ mình quay lại với cái phần deal nhau của anh Linh và anh Trung nha. Anh Trung như thế nào ạ? Thì cái này á, để tôi nói cái phần cuối cùng trong gia góp cũng là giới cũng là thí sinh cuối cùng cho buổi tối ngày hôm nay. Thì đối với tôi, tiền bạc nó không quan trọng. Đó, quan trọng là quan trọng là cái tôi muốn tôi phải đặt cho bằng được. Đó, thì cái với lại cái 370 vàng của Clear với lại chậu Hadila thì nó không đủ cân nặng với lại tôi. Nó không đủ sức nặng. Thì tôi nghĩ là cái chậu hai lao nó chưa có đủ nặng, nên chung mình có thể anh Lê phải là một cái chậu khác được không? Thêm cái giá nữa. Thì anh Lê à. Thêm chậu ngâm chân nữa Lê. Mình thêm một cái chậu khác á thì có thể là sẽ được á. Thêm cái chậu ngâm chân nữa Lê. Tôi nghĩ là anh Lê đang hiểu ý tôi đúng không? Thì để xem anh Chung sao à. Tôi à. Tôi lấy vậy có. Thôi một lời khẳng định. Tôi đã đưa ra cái kèo anh đi lao thì không biết anh Chung quyết định sao à. Tôi lấy vậy có. 375 đồng. Anh Trung ơi, tôi nghĩ là anh Trung nên suy nghĩ lại. Tại vì cái đó là cái vấn đề của tập thể đó anh Trung. Nghĩa là mình đi chuyên đám á anh Trung. Tập thể đó. Tập thể đó là... Tập thể thì mình đã có một cái cuộc vui của Celebrity rồi. Cho nên mình cũng không cần thêm một cái tập thể nữa. Mình có thể dùng anh. Một lần nữa cũng được á anh. Đúng rồi, mình thiếu anh Trung. Mình chưa có chỗ tiêu hóa anh Trung. Mình thiếu xíu anh Trung ơi. Mình thêm một lần nữa chắc cũng không sao rồi. Vậy thì để tôi coi nha. Một cái chầu nào đó của anh Lê đang đề cập, nhưng mà tất cả mọi người ở đây thì tôi nghĩ nó cũng khá là nặng đó anh Trung ạ. Anh Trung có hiểu là cái vấn đề là trong cuộc đời sự nghiệp của anh em mình thì cả hai anh em mình cũng đều thiếu cái cúp đó, thì không lẽ là lại tiếc nha, tiếc nghĩa mà. Nó luôn đúng không anh Trung? Thì thật sự mà nói á, thì nếu như mọi người muốn thì tôi cũng có thể mời mọi người, tôi bỏ tiền túi tôi mời mọi người được. Ây da. Cho nên tôi lấy vài con. Acho vô. Okay. Anh có hứa không vậy anh Trung? Vậy là anh Trung có chốt được cái kèo này không, cái chầu này không nhờ? Nếu như mọi người muốn. Anh phải hứa đó, anh phải hứa đó. Thì đúng là tụi tôi hỏi là tụi tôi muốn rồi đó anh Trung à. Anh phải hề đi anh Trung ơi. Anh phải hề đó anh Trung ơi. Tụi tôi hỏi là tụi tôi muốn mà anh Trung có hỏi lại hoài. Nhưng mà bây giờ anh cứ chốt giá cho tôi là 375 đồng của dây gót, tuy nhiên sao đang được chừng hàng ngàn thế nhờ. 375 đồng lần thứ nhất à, và phải có điều khoản gọi là kích hoạt riêng chứ, giống như Mbappe mà đi qua Real thì cũng phải có điều khoản riêng anh. Không có kích hoạt. 375 đồng lần thứ hai à. Anh không đủ tiền để anh tranh với tôi nói cái gì. Và 75 đồng lần thứ ba, và chính thức Gerard đã về với team của anh Trung, một thương vụ chuyển nhượng gọi là kỷ lục của giải đấu với cái mức giá là kỷ lục luôn. Anh ba từ từ. Còn thương vụ bom tới từ đầu mỗi giờ là mức giá kỷ lục chuyển nhượng kỷ lục 375 đồng à. Đó thì tôi bởi vậy tôi với lại Jairot đã đi cùng nhau từ cái thời mà Jairot còn thời học tiểu học cho tới thời điểm hiện tại. Bây giờ Jairot trở thành một con người global bank đó, thì chẳng lẽ bây giờ là tôi vì những cái đồng tiền mà gọi là ít ỏi đó mà tôi lại bỏ rơi thằng em tôi Jairot? Ok, feedback em. Thì 8 năm trước anh ba cổng em, thì bây giờ anh ba cũng cổng em. Không, bây giờ thì dạng cái hãng nha. À, chứ thật sự thì em cảm nhận được cái sự yêu thương của mọi người. Thật sự thì đây cũng giống như là cái mà cái việc mà em nói thẳng ra là cũng giống như là cái môi trường mà em cảm thấy nó là quá là kiểu cảm thấy là lớn lao với em luôn đó. Giống như cái việc mà em được mở ban vậy. Bởi vì hồi đó giờ em có lúc mà in ban lúc mà bị khóa thi đấu tới giờ thì em cảm thấy như là em chẳng có cơ hội nào cả, nhưng mà tự nhiên thì em cảm nhận được cái môi trường này nó cảm thấy là rất là chuyên nghiệp, cũng giống như là
mọi người ở đây dành được sự ưu ái cho em, với lại được cộng đồng cũng rất là nhiều, kiểu người ta cũng cảm thấy được cái lửa của em. Thì em bị một cái là em không có động lực thôi, cho nên là từ lúc đó tới giờ em cảm thấy là trình của em rất là sa sút. Nhưng mà bây giờ đã đến với giải NTCS này rồi, cũng giống như là cái cánh cửa mới của em, thì em bắt đầu là em có động lực từ ngày hôm nay rồi. Kể từ ngày bây giờ em sẽ coi đây là cái reset thứ hai của em. Nói chung là đây sẽ là một cái môi trường để em hướng đến, và em sẽ hẹn co để em có thể là phụ lòng những người huấn luyện viên của em. Thì em cảm ơn các huấn luyện viên khác, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Nghiêm đã tạo ra cái giải này, và cảm ơn cái giải MVP này. Ê, cảm ơn cái nói chung thì để mốt nói, nhưng mà thật sự em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vô địch rồi nhưng mà sự thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thấy em bắt đầu là em sẽ hẹn co từ ngày hôm nay, em sẽ không chơi bời nữa, em bắt đầu là em vô guồng. Cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn. Xin chúc cho anh Trung và Jared là sẽ gạt được chức vô địch đầu tiên, cũng như đem về chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cho anh Trung nha. Và cảm ơn Lộc về buổi ngày hôm nay, về buổi đấu giá ngày hôm nay nha. Một điều này em muốn nói thì anh Ba ơi, thì kiểu em cảm thấy được cái lửa của anh Ba. Nói chung là hồi đó giờ chưa vô địch thì em hơi từ đợi cái nhạc của Nét xong cái anh nha. Rồi, em thật sự nha, em không hứa là em có thể là để cho gọi là em không hứa là sẽ dành cái cúp cho anh Ba lần đầu tiên, nhưng mà em hứa là khi mà mình thua mình cũng phải ngẩng cao đầu. Ok, respect. Vô tay. Tích tắc sao Lộc ơi. Lộc ơi, mình chốt câu cuối tích tắc sao Lộc ơi. Tic-tac. Mình chút chết chết. Rồi thì xin chúc mừng anh Trung đã có tuyển thủ đắt giá đầu tiên của đội hình của mình. Rồi thì buổi chuyển nhượng hôm nay cũng xin được kết thúc, và tôi xin tổng hợp lại về cái danh sách của 10 huấn luyện viên ở đây. Thì huấn luyện viên duy nhất chưa có tuyển thủ nào và đang giữ cho mình trọn vẹn 500 điểm, đó là huấn luyện viên Kit Dẹt. Còn về đội tuyển của huấn luyện viên Liêu Nam Lộc thì đã có được tuyển thủ Miêu Nhi, Quang Hy, Slay, và hôm nay là bổ sung thêm Mãi Mãi. Về phần của thầy giáo Ba thì đã có được tuyển thủ đầu tiên là Minh Lộc, còn tuyển thủ đầu tiên của đội Clear là Yushi. Còn phía team của huấn luyện viên QTV thì đã có Honor, Tippy, Miyun, và hôm nay là bổ sung thêm Guma Yuben. DOTM thì đã có con cá vàng Bé Hiệp, hôm nay bổ sung thêm Vani, và một tuyển thủ cũng khá là mạnh đó là Baki. Về huấn luyện viên của anh về đội của anh Nguyên thì hôm nay không có bổ sung, nhưng mà đội của anh ấy đã có 4 tuyển thủ là Orgo, Lee Heo, Hemun Khan và Bubby. Celeb thì đã có Hi Nam, hôm nay đã có thêm Quỳnh Châu, Nghiện Trưởng và Emmy. Badland thì có hôm nay đã bổ sung được 2 người đó là Xía và Biu. Còn Chippy thì có Bồng, hôm nay bổ sung thêm Henry, Melancholy Hill và Merzy. Thì xin cảm ơn 10 huấn luyện viên đã có mặt buổi hôm nay, và cảm ơn mọi người đã yên tâm đón xem. Thì hẹn mọi người vào buổi chuyển nhượng cuối vào 8 giờ ngày mai. Thì ngày mai vẫn còn những tuyển thủ rất là mạnh, mong mọi người sẽ đón xem. Cảm ơn mọi người. Sẽ là ngày cuối cùng, nếu như mọi người chưa hoàn thành được đội của mình, chưa hoàn thành được cái đội hình của mình với đầy đủ những yêu cầu là 2 nữ và 4 nam tính cả huấn luyện viên luôn, thì mọi người sẽ bắt đầu được bốc thăm để nhận hàng giạc nha mọi người. Mọi người lưu ý vấn đề đó nha. Ngày mai sẽ là lượt lựa chọn cuối cùng để cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người về buổi hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Yes sir. Wow. Okay. Thầy Công.